nhiều tỉnh Đông Nam Bộ cho người lao động lưu thông với thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh ban hành chỉ thị 18, trong đó cho phép người dân được di chuyển với các điều kiện nhất định, một số tỉnh Đông Nam Bộ cũng lên phương án cho người lao động di chuyển giữa các địa phương với nhau. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho biết, cơ bản thống nhất theo phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh. Tuy nhiên, tỉnh Long An đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bỏ giấy nhận diện theo mẫu chỉ cần nhận diện bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp do các sở giao thông vận tải trong khu vực cấp, 4 tỉnh nêu trên và thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đồng ý với các phương án của dự thảo và góp ý về điều kiện tiêm vắc xin là đã tiêm ít nhất một mũi sau 21 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết cơ bản thống nhất việc công nhân, chuyên gia được đưa đón bằng xe từ các tỉnh, thành. Tuy nhiên, Trước mắt tỉnh Bình Dương chỉ cho xe cá nhân lưu thông giữa thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Dị An, Thuận An của Bình Dương. Còn tỉnh Đồng Nai chỉ cho phép người lao động, chuyên gia đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến bằng ô tô công ty đưa đón, chưa cho phép đi bằng xe cá nhân. Từ ngày 4 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh cho phép người lao động đi bằng xe đưa đón hoặc xe cá nhân để đi lại tới các tỉnh lân cận. Điều kiện là phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có xét nghiệm âm tính trong 7 ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!